Xin chào mọi người, tôi là Đỗ Quốc Vinh, là giảng viên của Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Xe máy Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giúp mọi người chẩn đoán được tình trạng của động cơ thông qua màu sắc của khí thải. Thì đầu tiên, khi các bạn chạy xe ngoài đường, chúng ta thường thấy những chiếc xe ra khói trắng, khói đen, và chiếc xe không ra khói. Thì bây giờ tôi sẽ giúp các bạn phân tích từng màu sắc của từng loại khói. Thứ nhất là xe mà chúng ta không ra khói. Thì không ra khói này là báo hiệu tình trạng động cơ chúng ta hoạt động tốt, nhiên liệu đốt cháy hết. Còn tình trạng thứ hai là xe ra khói trắng, lúc này nó thường là ảnh hưởng tới động cơ nhiều hơn. Lúc này trên xe chúng ta sẽ xảy ra tình trạng là ống bô sẽ ra khói rất nhiều ha. Đấy, bây giờ tôi đề máy lên. Đấy, xe ra khói trắng ha. Thì khói trắng này nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất hư cái gì? Thứ nhất là hư là piston bạc nó bị hở. Thứ hai là thành xi lanh nó bị xước, piston bị xước đi. Thứ ba là do là phốt xuống bắp nó bị hở đi, nhớt là buồn đốt. Thứ tư là do cái răng ghi lát này nó bị hở, lúc này nhớt làm nhớt bơm lên nó sẽ lòn vào trong cái buồng đốt của chúng ta. Và lúc này buri sẽ đánh tia điện để đốt cháy cái lượng nhớt đó đem thảy ống bơm. Sau khi mà xe chúng ta khói trắng á, chúng ta nên kiểm tra lại cái lượng bức nhớt trên xe để tránh tình trạng là nhớt thiếu và gây hỏng hóc các chi tiết cho bên trong động cơ. Thì chúng ta nên thường xuyên kiểm tra nha, khoảng là 700 km hoặc 800 km chúng ta nên tháo ra, tháo băng tiêm nhớt này ra để kiểm tra được cái mực nhớt. Rồi thì trường hợp ra khói đen á thì nó thường ảnh hưởng tới xăng nhiều hơn. Thì khói đen chúng ta á, thường nó do lọc gió chúng ta bị bám bụi bặm nhiều quá, lúc này là làm cho lượng khí đi vào chế bào khí nó bị nghẽn đi, lúc này trong đây chỉ là xăng không à, không có khí. Cái thứ hai á là do cái bộ chế bào khí chúng ta cân chỉnh không chính xác làm cho lượng xăng chúng ta nhiều hơn. Và thứ ba là do cái buri, thì do buri chúng ta không vệ sinh, không thay thế buri đúng định kỳ á, thì lúc này cái lượng nhớt, cái lượng xăng nó sẽ đốt đi, nó không có được hoàn hảo nữa, thì lúc này là xe chúng ta sẽ bị da khói đen. Rồi thì lúc này đó, các bạn có thể kiểm tra bằng cách là tháo buri ra, chúng ta có thể kiểm tra trên đầu buri á. Thường da khói trắng và khói đen á nó sẽ bám bụi than trên đầu buri luôn. Và đồng thời nếu mà da khói trắng á, các bạn thấy là bạn để ở ngoài đầu buri chúng ta ướt, nhưng mà để một thời gian ở ngoài nó sẽ không khô đi mà cứ ướt hoài, chứng tỏ là xe chúng ta bị lên nhớt. Và cái trường hợp thứ hai á là buri chúng ta để ở ngoài vẫn có bụi đen, nhưng mà nó bay bốc cái hơi nước mà bám trên đây nè, bốc ra, thì lúc này là xăng chúng ta, chứng tỏ là xe chúng ta đang bị dư xăng. Thì mà xe chúng ta mà ra khói trắng khói đen nhiều á thì chúng ta nên đem xe đến những trạm bảo dưỡng gần nhất để tiến hành sửa chữa, để tránh trường hợp là hư hỏng động cơ nặng hơn và ô nhiễm môi trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Tôi là ai hả, là đã thấy cô bé mình đây.